Chào thầy và tất cả các bạn, hôm nay em thực hiện một cái bài tập về thầy đã giao hôm trước. Và cái code thì sử dụng hai cái thư viện để viết code, là hai có hai cái code. Đầu tiên cái code thì sử dụng một cái thư viện tự tạo lcd.c và một cái thư viện config, và cái code thứ hai là lcd.c. rồi đi vào phần lưu đồ trước thì cái lưu đồ cũng đơn giản thôi, cũng giống như mọi lưu đồ trước thì cũng có phần bắt đầu là phải tạo các bộ, rồi sẽ đi thực hiện cái hiển thị chữ bị xử lý ở dòng thứ nhất, dòng thứ hai hiển thị tên sinh viên, dòng thứ ba là đếm giờ phút giây, và cuối là kết thúc là vòng lặp nó quay lại. Thì chương trình cũng khá là lưu đồ cũng khá là đơn giản. Đi vào cái phần cứng thì cũng có một cái phần mới là lcd, con lcd 20x4 nè. Cái phần mới nữa là con biến trở ngay à, đây là ký hiệu, đây là tên lấy trong thư viện ra. Thì mạch cũng kết nối à, chân VSD thì nối với dot, chân VE thì nối vào cấp, nối vào con biến trở, VDD thì nối với nguồn, tám cái đường địa chỉ D này thì nối vào bọt D, rồi ba cái đường này thì lần lượt là E thì chân E enable, chân chốt thì nối vào E0, E1 thì sẽ được nối từ chân RS vào, và chân RW nối vào RE2. Rồi em sẽ đi vào cái phần code. Code thì có hai cái code em viết sẵn, còn liên hợp code tự tạo thư viện thì có cái thư viện tvlc.c thì thầy cũng đã giảng trên lớp rồi, em cũng viết lại thôi. Đây mấy cái phần định nghĩa này, rồi lcd command là cái chương trình con thực hiện cái lệnh thôi, nhận cái lệnh thường thì muốn sử dụng cho cái việc mà để xuất hiện cái data đó, cái dữ liệu đó, thì cái địa chỉ này cấp vào thì cái dòng thứ nhất là bắt đầu từ 0.80 và dòng thứ hai là 0.x0, dòng thứ ba của dòng thứ hai là 0.x0, dòng thứ ba là 0.94 và dòng thứ tư là 0.0. thì khi mà cấp những cái địa chỉ đấy á, hoặc là nói chung là trong khoảng những cái ô địa chỉ trên đường lcd á, thì cái với cái câu lệnh output low này nữa thì nó sẽ cho phép ngay tại cái địa chỉ đó, sẽ lát nữa tí nữa khi mà mình cấp dữ liệu vào thì ngay tại địa chỉ đó nó sẽ bắt đầu hiện dữ liệu. Nghĩa dữ liệu thì nó cấp vào đây có hàm con lcd data, thì có cái output 2 giữa hai chương trình con này thì khác cái rõ là output low, output 2 của chương rs nè. Output 2 thì chỉ cho cái dữ liệu hiện ra thôi, e thì là chương enable. Rồi lcd setup output low đây thì nó sẽ cho là rw bằng 0 thì nó sẽ thực hiện cái lệnh là đọc cái dữ liệu từ cái phạm vi điều khiển ra. Còn những cái lệnh nha, nó với cái địa chỉ là mã head của nó là 0x38, 0x06, 0x01, 0x06 nè, thì nó sẽ thực hiện lần lượt là giao tiếp 8, nó sẽ cho phép thực hiện là giao tiếp với 8 đường hai hàng, rồi nó mở con trỏ nhấp nháy, rồi thực hiện cái lệnh là xóa hoặc là điều khiển cái phương thức nhập của cái con trỏ. Thì tại sao lại có những cái số như thế này thì để em sẽ đi vào đây ha. Thì thời gian có hạn em sẽ giải thích một cái thôi, ví dụ như là cái display control đi, thì cái đường địa chỉ đó từ đây 7 đến đây 0, nó có 4-5 cái số cố định là 0000, số 1, D, C, B là gì? D là cho phép là hiện con trỏ lên, C là bật tắt con trỏ ha, T bằng 1 thì hiện con trỏ hiện lên, C bằng 1 thì bật con trỏ lên, C bằng 0 thì tắt con trỏ đi. Còn B là nhấp nháy, là blinking, nhấp nháy, 1 thì con trỏ nhấp nháy, còn 0 thì con trỏ nhấp nháy. Thì trong đây em bỏ là em đã cái mã lệnh là 0x0c, đôi khi vẫn có thấy cái lệnh chỗ này là 0x0f, thì 0x0f thì c bằng 1 và b bằng 1. Khi mà nhập dữ liệu vào thì cuối cùng khi mà dữ liệu đã nhập xong rồi á, mình sẽ thấy là con trỏ nó nhấp nháy. Rồi vì em muốn tắt nó đi thì em cho nó bằng c bằng 0 thì b bằng 0 đi, thì con trỏ muốn tắt nó đi luôn thì c bằng 0, thì nó khi mà dữ liệu nhập vô thì nó không có con trỏ xuất hiện nữa. Thì đó là lý do tại sao chỗ này là 0x0c. Thì tương tự những cái câu lệnh khác cũng vậy thôi. Vô chương trình chính thì khai báo thư viện đây là phần quan trọng, ba cái biến là giờ phút giây, vô hàm main thì set chiếc thai bọt này định cho nó là cái chân ngõ ra,
Rồi ngay setup lấy em sẽ setup ra một cái hàng quan trọng phải gọi nó trước khi mà thực hiện các công việc khác lập trình ha. Không biết tại tại vị trí này thì cho xuất hiện với xử lý, tại vì chỉ là không biết xe 2 cho xuất hiện tên của em. Còn lượt này là dòng 1 hay là dòng 2. Đây, dòng 1 là dòng 2 này. Đó, ba cái vòng for này là thực hiện giờ vào đây nữa, thực hiện chức năng là đếm giờ phút giây. Đây, tại vị trí 0.96 thì chữ đếm rồi. Giờ thì giống khá giống mấy bài trước thì chia cho 10 phần nguyên thì rồi phần nguyên phần trăm 10 h phần trăm 10 thì cho ra cái phần đơn vị ở đây cho ra hàng chục. Tại sao lại còn 0.30 thì nó là cái địa chỉ đó, ví dụ chỗ này là số 1 đi, 1 cộng 0.30 cái mã hết nó sẽ chỉ tới cái địa chỉ chỗ đó, nó có cái dữ liệu số 1. Thì trước đó là 0.30 thì cái dữ liệu tại cái địa chỉ 0.30 là số 0, thì đó là lý do tại sao 0.30 thì có thể thấy rõ hơn là trong cái bảng mã hết kia đó. Rồi cho delay, rồi em mô phỏng thư viện tự tạo hay nó đếm dây à, thời gian có hạn nên em cho dây đếm nhanh thôi, phút lên một nó khi mà phút chạy đến từ 00 đến 59 rồi tiếp theo thì cái giờ nó sẽ lên một rồi em đi vào có tiếp theo à. Có tiếp theo thì xài cái thư viện có sẵn thôi, thư viện có sẵn thì mới vô thì mình cũng phải định nghĩa như là cái trong đây nè. Thôi em có định nghĩa trong đây đấy, nó cũng giống vậy thôi, sau đó mình mới khai báo cái thư viện này, khai báo thư viện sau khi định nghĩa. Rồi trên đây cũng khá quen thuộc, trong đây thì nó có mấy cái hàm cũng khá là giống với trên đây mà LCD init thì nó giống với lại là LCD setup, LCD boxy thì nó giống với lại là LCD data, còn LCD go to SE thì nó giống với LCD comment. Còn nó SE là cái tọa độ, S là cái ô, cái Y là cái hàng. Ví dụ muốn hàng 3 thì cái Y này bằng 1, tại sao vậy? Chỉ thay đổi ô thôi, là ô là bắt đầu từ ô số 21 mà Y là số 1 thì nó sẽ hiểu là hàng 3, chứ không phải là hàng 3 thì nhập Y bằng 3. Đó là cái phần quan trọng, đó là cái phần đáng chú ý. Rồi đi vào code thôi. Sau khi khai báo thư viện thì đi vào hàm main thì cũng set up hai, set chích hai cái bọt này là nó ra. Rồi LCD init thì cũng giống như LCD setup, phải khai báo nó tại cái địa chỉ này, địa chỉ này thì cho xuất hiện với xử lý trên hai lên. Rồi tại cái địa chỉ này thì cho xuất hiện tên. Rồi ba cái vòng for này chạy thì tại cái vị trí này, hàng 3 này, đó 23 này là ô số 3 của hàng 3. Tại vì hàng 1 này nó chỉ chạy được cái ô 1 với ô 20 thôi. Rồi, đây là câu lệnh, cấu pháp của câu lệnh là green LCD boxy, đếm thì nó in ra màn hình LCD luôn. Rồi xuống đây, green ra cái này có nghĩa là green ra giờ phút giây. Giờ phút giây ha. 2% 02D có nghĩa là 2 sẽ xuất hiện hai số, ví dụ như giờ là 9 đi thì cái chỗ này xuất hiện là 09. Còn tương tự cái này cũng vậy, ví dụ còn nếu mà bắt đầu từ hai số 15 trở lên thì chỗ này cũng xuất hiện là 15 thôi. Nếu mà số 9 này là số 8 là từ số nó hiện là 08 rồi 09, số 6 thì 06 rồi delay đó. Rồi nó hiện lên, tại vì thời gian có hạn nên cho delay rất là nhanh, dây nó đếm nhanh hơn bình thường. Rồi mô phỏng vào phần thư viện có sẵn, ok. Cái code này thì chỉ sử dụng 4 dữ liệu thôi. Đó, nó đếm dây chạy đến 60 nè, thì bên đây phút chạy nè, khi mà phút chạy đến nó đếm hết, chạy đến 59 thì sau khi quay về là 00 thì giờ nó lên 1. Đó, đếm vậy. Rồi phần bài tập em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.